Think, Eat, Save, Project tuyên truyền bảo vệ môi trường năm học 2013-2014 của trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Đinh Thiện Lý. Đầu tiên, câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta phải nghĩ trước khi ăn? Hãy dùng một ví dụ đơn giản để tìm hiểu về vấn đề này. Giả sử một người trung bình một ngày chỉ ăn được nửa khẩu phần ăn của mình, vậy thì nửa còn lại sẽ đi về đâu? Chúng sẽ biến thành rác thải. Khối lượng rác nhỏ từ khẩu phần ăn của một người có thể chẳng là gì. Nhưng nếu mọi người trên thế giới đều làm như vậy, thì từ một khối lượng rác rất nhỏ, chúng ta sẽ có cả một đống rác lớn. Và đó mới chỉ là đống rác của một ngày. Vậy một năm, mọi thứ sẽ như thế nào? Theo thống kê của Global Food Loss and Food Waste FAO năm 2011, tại Mỹ, trung bình một năm 30% lượng thực phẩm, có nghĩa là 48 tỷ 300 triệu đô la Mỹ đã bị bỏ phí, và tại Anh, 32% lượng thực phẩm, tương đương 6 triệu 700 nghìn tấn lương thực đã bị hao phí. Ở Bắc Mỹ và các nước châu Á, số lượng thực phẩm bỏ đi là hơn 200 triệu tấn đối với mỗi loại thực phẩm, và đặc biệt là ngũ cốc và rau củ có hơn 400 triệu tấn đã bị bỏ phí. Và trung bình mỗi năm, cả thế giới đã đổ đi 1 tỷ 300 triệu tấn thức ăn. Vậy, những thức ăn đó từ đâu ra? Trong quá trình sản xuất lương thực, thực phẩm, con người đã sử dụng biết bao nhiêu nguồn năng lượng, trực tiếp và gián tiếp thải ra môi trường biết bao chất, khí độc hại như CO2, CH4, N2O, nhưng rồi những sản phẩm đó lại bị đổ đi với số lượng lớn như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Với lượng rác thải thực phẩm khổng lồ đó đã gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu, khí hậu thay đổi, khí độc hại thải ra môi trường gây nên hiệu ứng nhà kính, và tất cả đều đang trở thành một mối nguy họa cho trái đất. Vậy, nếu như chúng ta suy nghĩ trước khi ăn? Nếu như một người chỉ ăn khẩu phần vừa đủ với mình, như vậy khối lượng rác nho nhỏ kia sẽ không còn nữa, và nếu như tất cả mọi người đều làm như vậy, thì cả khối lượng rác khổng lồ sẽ biến mất. Từ đó, trái đất sẽ không còn hiện tượng nóng lên toàn cầu, không còn khí hậu thay đổi thất thường, không còn khí thải độc hại ra môi trường gây hiệu ứng nhà kính, và 3 tỷ 300 triệu tấn thức ăn kia sẽ giúp được cho hàng ngàn người nghèo đói trên thế giới. 48 tỷ 300 triệu đô la kia cũng sẽ được đầu tư cho giáo dục, nhà cửa và việc làm, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, hãy nghĩ trước khi ăn để bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng một thế giới không còn nạn đói, không còn người vô gia cư, người thất học, thất nghiệp. Think before it is safe.